Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái video của ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với cách để khai quang điểm nhãn cho tỷ hưu phong thủy. Và ở trong một số các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý anh chị và các bạn là tỷ hưu là một cái linh vật phong thủy may mắn ngày càng được ưa chuộng hiện nay. Và có những loại tỷ hưu như thế nào và cái truyền thuyết về cái loại tỷ hưu này. Và trong cái video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để chúng ta khai quang điểm nhãn cho tỷ hưu phong thủy. Thì theo phong thủy thì khu vực xuất hiện tỷ hưu là cái cung tài và đất đấy là đất linh. Chính vì thế nên là loài thần thú này trở thành cái vật phẩm phong thủy may mắn càng ngày càng được ưa chuộng hơn. Thế nhưng trước khi mà rước cái linh thú này về nhà thì bạn cần phải tiến hành khai quang điểm nhãn cho tỷ hưu chuẩn xác. Nếu không, linh vật này sẽ không có tác dụng bảo vệ và thu hút tài lộc về cho bạn. Và có hai cái cách để khai quang điểm nhãn cho tỷ hưu. Thứ nhất là cách khai quang điểm nhãn tại chùa. Thì cái cách khai quang điểm nhãn tại chùa cho tỷ hưu để an toàn và tránh xảy ra cái sai sót nhất chính là đặt thụy thú này trên chùa để cho cái linh vật này hấp thu cái linh khí. Nhờ vậy mà tỷ hưu sẽ phát huy cái công năng phong phỏng, mang đến cái tài lộc tối đa để bảo vệ và vượng vận cho gia đình của bạn. Thì khi mà để ở chùa thì tỷ hưu sẽ được bịt mắt bằng dây duy băng đỏ, các sư thầy đọc chú theo thông tin gia chủ, công việc của gia chủ, sau đó chọn ngày giờ đẹp và phương vị tốt để gia chủ tự an vị tỷ hưu tại nhà hay là cơ quan, địa điểm kinh doanh và mở mắt khai quang. Chú cho tỷ hưu tốt nhất là nên đặt ở trên điện tam bảo của chùa để bảo vật hấp thu được cái linh khí linh thiêng và tốt nhất. Lưu ý rằng là các cái sư thầy chỉ dùng mật tông và cảm sợ học để chú cho tỷ hưu, đồng thời chọn ngày giờ đẹp và phương vị tốt để bạn an vị. Còn việc mà mở mắt cho tỷ hưu đến nhận chú, bạn phải tiến hành ở gia đình, cơ quan, nơi kinh doanh vào đúng cái thời điểm và ngày giờ đẹp mà các sư thầy đã mách. Nên không có chuyện là các sư thầy lấy mất lộc của các bạn, mà các thầy đang giúp bạn có nhiều cái may mắn và tài lộc nhất. Và cái cách thứ hai đó là cách khai quang điểm nhãn tại nhà. Thì cái công việc để chuẩn bị trước khi khai quang là chúng ta phải chuẩn bị là chúng ta cần có những cái nguyên vật liệu sau đây. Thứ nhất là 7 viên đá quý khác nhau, một bát gạo ngũ cốc, một sợi dây ngũ sắc, cái vòng ngũ sắc của Phật giáo, một sâu tiền cổ ngũ đế, linh đan, giấy đỏ có viết bài chú phước lành cho tỷ hưu. Ngoài ra thì tỷ hưu sau khi mua thính về phải bịt mắt lại, đợi tới ngày khai quang điểm nhãn mới được mở ra. Tiến hành khai quang như sau. Thì trước hết là chúng ta chọn một cái ngày đẹp, ngày hoàng đạo để tiến hành khai quang cho tỷ hưu. Có thể hỏi các cái sư thầy trên chùa hoặc là tra ngày tốt xấu trên lịch vạn niên cũng được. Thứ hai là chúng ta đặt tỷ hưu quay lưng về phía thần tài, tức là bàn thờ thần tài đấy, hoặc là hướng hỷ thần, tài thần hợp với cái mệnh của gia chủ. Rồi tiếp theo là chúng ta đứng phía sau của tỷ hưu, chắp hai tay, mắt nhắm và cầu ước cái điều mình muốn. Chú ý là phải thật chân thành, thành tâm, cầu khấn thì mới linh nghiệm. Sau khi mà ước xong thì quay tỷ hưu về phía người làm lễ, lấy khăn bông sạch thấm một chút nước chè, điểm, tức là chấm nhẹ vào mắt tỷ hưu, điểm mắt bên trái trước rồi mới điểm lên mắt bên phải, lặp lại 3 lần như vậy. Tay trái giữ chắc tỷ hưu, dùng ngón cái tay phải xoa đầu tỷ hưu, xoa từ phía trước ra phía sau, lặp lại 3 lần. Rồi thả lỏng tay, tháo dây vải đỏ ở cổ tỷ hưu để tỷ hưu bắt đầu đi ăn tiền hút lộc. Đến đây thì việc khai quang điểm nhãn cho tỷ hưu đã tiến hành xong. Sau khi mà làm xong các cái việc trên thì người làm lễ lấy các cái nguyên vật liệu đã chuẩn bị từ đầu ra lần lượt đổ 7 viên đá quý, gạo ngũ cốc, dây ngũ sắc vào mình tỷ hưu, sau đó treo sâu tiền ngũ đế và cái linh đan lên tỷ hưu rồi bắt đầu niệm cái bài chú phước lành cho tỷ hưu. Người tiến hành lễ khai quang cho tỷ hưu cần học thuộc cái bài niệm chú phước lành cho tỷ hưu. Có thể là chép sẵn ra giấy để đọc một cách lưu loát trong cái quá trình làm lễ, đồng thời chép sẵn thêm một bản ra giấy đó đã chuẩn bị. Và cái bài chú phước lành cho tỷ hưu này thì nếu bạn nào mà cần thì các bạn có thể là comment ở dưới cái phần bình luận của video và tôi sẽ gửi cho các bạn cái bài chú này. Các bạn có thể để lại cái lời bình luận bên dưới của video là tôi xin cái bài chú này thì tôi sẽ gửi cho các bạn. Sau khi niệm chú xong, bạn đặt cái giấy đỏ có ghi cái bài chú vào bụng tỷ hưu. Làm như vậy là cái vật phẩm này đã có linh khí. Và chờ hương cháy hết
là có thể là đặt tỳ hưu ở phòng khách, quầy thu ngân, những cái nơi đắc địa để tỳ hưu phát huy cái công dụng phong thủy thu hút tài lộc về cho gia chủ. Vâng, và quý vị thân mến, trong cái video này, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là hai cái cách để chúng ta có thể là khai quang điểm nhãn cho tỳ hưu phong thủy. Nếu quý anh chị mà có bất kỳ một cái vấn đề gì mà còn băn khoăn thắc mắc thì chúng ta có thể là để lại lời bình luận bên dưới của video nhé. Và tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách chiêu tài bằng tỳ hưu phong thủy đúng chuẩn ở trong cái video tiếp theo. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.